là con mắt nó đảo 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 rồi không thấy đường. À. Mà có ăn trúng cái gì không? Không. Mắt cũng như bẩm sinh gì đó. Mắt đảo bẩm sinh. Đây là chồng đen. Ừ, chồng đen nó đảo hoài luôn như thế. Dạ, bẩm sinh, bác sĩ nói là bẩm sinh. Nhưng mình mà sao lớn? Đâu thì mới đảo, còn tự động đảo à? À. Từ nhỏ lớn lên thì không sao. À. Giống như cái ông dưới sông đó, ông anh ba của anh ba, đó anh ba. Là bao nhiêu tuổi anh mới bị vậy anh đó? Anh cũng lớn à, cũng ba mấy 40 mới bị. Ba mấy á. Ba mấy tuổi mới bị. Lúc trước ông thấy đường gõ. Dạ. Tự động cái chồng đen nó lắc. Ai là bị đầu tiên nhất? Chị thứ hai chết rồi. À. Bà chị thứ hai. Chị thứ hai bị đầu tiên. Ừ. Dạ. Rồi ổng thứ ba. Ổng thứ ba bị luôn. Thì đứa cháu là thằng con đó, con bà. Ừ, cũng bị luôn. Dạ. Là đi có đi bác sĩ điều trị rất là nhiều nhưng mà bác sĩ cũng không rõ nguyên nhân. Nam mô Đà Phật. Kính chào quý vị. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay Thành Hậu đến được một nơi khu vực, đây là thuộc về xã Thạnh Quế, ở nơi huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Được bà con báo tin là ở đây có một gia đình là mù 4 người, không biết nguyên nhân như thế nào. Và gia đình cũng gặp rất là nhiều những khó khăn trong sự sinh hoạt và về cuộc sống. Và hôm nay Thành Hậu đến để thăm viếng và sau đó có thể mình hỗ trợ được phần nào. Và quay lên để cho cô bác bà con đến đây để có thể giúp đỡ cho gia đình sống trong một cái hoàn cảnh tăm tối rất là đau khổ. Mời quý vị dành vào bên trong để chúng ta tìm hiểu thêm nguyên nhân như thế nào mà có xảy ra là về vấn đề mù trong nhà 4 người quý vị. Thì mình thấy khổ nhất là chỉ một người, mà đây là không biết cái nguyên nhân bệnh bẩm sinh hay hoặc là có một tai nạn gì mà làm sao cho gây cho gia đình cũng như là sống trong một cái tăm tối 4 người luôn. Hiện nay thì gia đình mình chưa thấy ai để có thể mình vào bên trong để tìm hiểu. Cái cây đó cũng như là mình không tránh không được vậy đó. Tức là đi ngay cây luôn. Đi đụng cái cây luôn. Rồi tại vì là mình biết là mình không biết là cháu mình không có cái đường này. Dạ. Yeah. Anh kể lại. Tức là anh sẽ nói lại là cái bệnh này nó phải rất là lạ, là con mắt nó đảo. À. Tức là cái chồng đen là nó không có thẳng giống mình. Đảo không thẳng thì mình nhìn đâu thì nó gan cho đó à. Tự nhiên tự động nó đảo là đảo trong nhiều quài vậy nè. Con mắt tự động nó đảo. Có đi bác sĩ rồi nhưng mà bác sĩ cũng không biết. Dạ, đây là anh Đáng là người con thứ mấy? Thứ 7. Thứ 7 ở trong gia đình. Thì anh nói rằng phải nói là cái cơn bệnh này nó rất là lạ. Là bác sĩ nói là cũng không biết là cái nguyên nhân sao luôn. Dạ, là con mắt nó đảo rồi không thấy đường. Mà có ăn trúng cái gì không? Không. Mắt cũng như bẩm sinh gì đó. Mắt đảo bẩm sinh. Đây là chồng đen. Chồng đen nó đảo hoài luôn như thế. Dạ, bẩm sinh, bác sĩ nói là bẩm sinh. Nhưng mình mà sao lớn? Đâu thì mới đảo. Còn tự động đảo à. À. Từ nhỏ lớn lên thì không sao. À. Giống như cái ông dưới sông đó, ông anh ba của anh ba, đó anh là bao nhiêu tuổi anh mới bị vậy anh đó? Anh cũng lớn à, cũng ba mấy 40 mới bị. Ba mấy á. Ba mấy tuổi mới bị. Lúc trước ông thấy đường gõ. Dạ. Tự động cái chồng đen nó lắc. Ai là bị đầu tiên nhất? Chị thứ hai chết rồi. À. Bà chị thứ hai. Chị thứ hai bị đầu tiên. Ừ. Dạ. Rồi ổng thứ ba. Ổng thứ ba bị luôn. Thì đứa cháu là thằng con đó, con bà. Ừ, cũng bị luôn. Dạ. Là có đi bác sĩ điều trị rất là nhiều nhưng mà bác sĩ cũng không rõ nguyên nhân. Bà ngoại có không anh? Bà ngoại thì ma.
Không, bà ngoại của anh kìa. Không. Là không có bị bệnh đó. Không. Nội rồi cũng không có luôn. Đến đội chị ở Phú Quốc ở ngoài kia cũng bị bệnh giống vậy luôn. Hòn heo. Mắt cũng đảo giống vậy luôn. Con của chị cũng bị luôn, bị mờ luôn. Thấy tội nghiệp chị hơn, chị keo lưới mà bây giờ chị không thấy đường, giờ không ai kêu con của chị cũng bị luôn. Nó cũng đảo con mắt vậy đó. Lúc đó chị mới đầu đảo ít, sau này từ từ mới đảo nhiều. Lắc nhiều. Sao mới từ từ đầu tiên mình không đi điều trị liền cái? Đi thơ nó thần hoài, đi thơ hoài luôn, ngàn cháu giờ hiện tại giờ ở Hòn Heo nè. Dạ. Cũng nó thường đi thơ khắp hoài luôn nè. Mà cũng vậy luôn. Vậy. Nó không có điều trị được. Mình thức tay không được, mình qua mấy ông chăm cứu đông y đâu có làm sao? Không biết được. Vậy đó hả? Dạ. Rồi thì thôi xin chúc gia đình anh luôn luôn bình an ha. Dạ, Nam Mô Đà Phật, anh cũng cố gắng niệm Phật nhiều lên nha. Dạ. Trời đang vào một cơn bão, bão số 1. Một cái cơn bão này kéo dài hôm nay, mưa. Dạ. Rồi, chào cô. Dạ. Dạ. Dạ thưa cô, dạ. Rồi, con. Dạ dạ, cho cô ngồi trước này dạ, đi ha. Dạ. Cho bà. Thôi, đây. Được rồi, đưa ra, đây nè cô, ra đây đi. Dạ, cô qua đây nè, đang ngồi vô đây đi. Vậy là hàng hãng bán số hả mẹ? Ừ. Rồi anh ba cũng bán số luôn. Ừ. Rồi. Bực xuống dọc. Rồi xuống. Mấy giờ 2, hôm qua nay không có tắm, nó lạnh. Dạ. Hôm nay chịu không nổi thì tắm tiếng mẹ nữa. Dạ. Con lấy ghế vô mới chào cô mới chú ngồi con. Rồi cô ngồi đi, sao đó, để con đứng không được không sao. Rồi. Rồi cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 70 mấy tuổi. 70 tuổi. 75 tuổi. Dạ, rồi cô. Cô bệnh gì là lâu chưa? Lâu lắm rồi, lâu nay là bệnh này mấy năm rồi. Dạ. Con tiểu đường với lên máu là 20 mấy 30 năm rồi. Dạ, dạ cô không có thấy đường là lâu chưa? Thấy đường 20 năm rồi, trên 20 năm đó. Trên 20 năm, dạ. À, có bị gì mà không? Rồi nói trong gia đình bị mấy người nữa cô? 4 người. Là nguyên nhân như thế nào mà bị vậy cô? Nó không biết cách sao mà bị gì không biết nữa, là nó người ta nó bẩm sinh hay gì không biết, là lớn lên mới bị hay hoặc lớn là... lên mới bị, rồi nhỏ nhỏ không có bị, nhỏ ít rồi ngày nhiều vậy đó. Dạ. Yeah. Hồi cô bị vậy là cô bao nhiêu tuổi? 50 tuổi. 50 tuổi cô mới bị nó không thấy đường. Dạ. Dạ. Rồi mấy người bệnh đó là cho mượn cái ghế. 50 tuổi là không thấy đường là mấy người kia, còn mấy người con của cô? Cũng 30 mấy 40 gì. Là tự nhiên là bệnh ban đầu thì thấy đường ít hay sao cô? Dạ. Rồi bác sĩ nói mình sao? Có đi khám bác sĩ gì không cô? Có chứ, khám giết hết tiền luôn. Có đồng nào đi khám đồng mấy. Nói gì đâu không, nói bị gì nè, bị mà nó bị cái gì mà còm hay gì? Ừ, bị còm. Dạ. Mà hiện giờ là trong nhà là cô là một người, còn bao nhiêu người nữa không thấy đường nữa? Còn 3 người nữa. 3 người nữa, là 3 người đó là sao với cô? Con. Là một mỗi người bao nhiêu tuổi rồi cô? Tôi quên mất mẹ nó chứ. Chị biết không? Độ cũng cỡ 5 mấy rồi. Tại vì ông chồng em ổng thứ 7 mà ổng còn 40 mấy tuổi rồi. Là ổng bình thường ha. Dạ ổng bình thường. Ông thứ 3 này chắc ổng cũng khoảng 5 mấy tuổi. Ê, ổng 51 hay 52 gì á, 22 đó đó. Dạ. Tại chồng em là ổng tới thứ 7 lận. Là ổng năm nay ổng chị vô mấy chị vô đây ngồi chị nói chuyện vậy. Thôi đi. Cái rồi cái ông anh đó rồi bị rồi vợ con sao? Không có con vợ chứ, ở giá hay nè.
rồi ba người trong nhà này sao là ba người con không là con trai hả gái? Trai không, trai không con là đứa có ở... gia đình không? À, không không có đứa nào có gia đình hết chứ. Là mấy anh đó lớn nữa rồi mới bị? Ừ, lớn rồi nhỏ mà cũng nhỏ nhỏ bị. Dạ. Yeah. Người lớn người nhỏ. Ừ. Rồi hiện giờ cuộc sống của cô là làm cái chị công việc gì để nhà nước có gạo thóc gì cho mình không? Thôi mấy năm trước thì cho ăn gạo ăn dư sức, một năm nay không có cho gạo, không có gạo ăn thì ngô ăn. Dạ. Yeah. Vậy hả? Dạ. Rồi mình làm gì hàng ngày? Mấy anh rồi đó làm gì cô? Đi mượn mướn mà thuê ai. Ủa không thấy đường rồi sao mà làm? Cứ mờ mờ, con mờ cũng thấy đường mà mờ mờ đó. Có nghĩa là thấy mờ mờ chứ không phải là hết thấy luôn. Ừ. Rồi. Đi được ha, đi ừ. Đi được. Ừ, mới đi bán số đó. Đi bán mờ mờ đi bán số đó. Dạ. Mò mò đi, chạy xe được không hay là đi bộ không? Đi bộ, chứ xe gì nào, đi chết à, đi không được. Dạ, rồi lâu lâu rồi có những cái mạnh thường quân đồ đến để hỗ trợ đồ cho gia đình cô không? Không. Vậy hả? Rồi, hồi năm rồi con có hộ năm cho... Năm rồi có. Cho cái hội người mù ở huyện Vĩnh Thạnh, con là Thành Hậu. Dạ. À, là hồi Tết á, hồi Tết có hộ cho hội người mù. Dạ. Dạ, cô có được trong danh sách đó không? Không. Vậy hả? Rồi có thằng Tết nó cho trong nhà mình có ai sáng không rồi sao nấu cơm nấu nước được? Có thằng thứ 9 sáng. Dạ. Nhiêu tuổi rồi? Nay ba mấy tuổi rồi. Ba mấy tuổi. Có gia đình không? Không. Cũng không có gia đình. Không có không thấy đường thấy đường mà nó không có gia đình. Dạ. Rồi mấy anh em đi đâu hết rồi? Mấy người kia đi đâu cô? Đi đâu không biết, đi đâu nó đi vòng vòng đâu không biết nữa, đi đâu rồi không biết. Vậy hả? Ghế ngồi rồi. Rồi con có ngồi ghế rồi. Ừ. Rồi à, nó đi bán giấy số hả? Mấy người kia đi bán giấy số hả cô? Bán số rồi. Hôm qua nghỉ bữa chứ bữa nay đi bán rồi. Rồi mưa gió này cũng phải đi luôn. Ừ. Dạ. Yeah. Rồi nhà này mình ai cất cho cái đẹp quá vậy nè? Mà cô cho. À. Em cũng không cho. Ừ, cho mình ở nhà vậy ha. À, cho quá. Tiền cất cho thì đưa tiền cất nhà. Dạ. Yeah. Lâu chưa cô cất cái nhà lâu này? Rồi này cái 2 năm rồi. Vậy hả? Dạ. Yeah. Rồi ông chú còn không? Ông chết rồi. Vậy hả? Chết đến nay 10 năm rồi, mười mấy năm rồi. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Rồi hàng ngày như vậy là có người cũng mình có đất ruộng hay hoặc là gì nữa không cô? Cuộc sống mình sao? Cũng có già con ruộng. Dạ. Yeah. Rồi cho mướn hả mình làm? Con cho mướn. Yeah. Rồi hàng ngày mấy ảnh đi bán vé số được nhiều không? Ờ mất hoài hả? Mất hoài. Mất hoài. Mất khi không còn số vốn nữa. Tàn ơi. Khi sao mà ai lấy kỳ tàn? Tội chết luôn. Không biết đâu. Người ta gạt giống như ta nói ừ tại chỗ đó ta cho gạo. Cái thằng đó không cho gạo cái ta lấy người cọc số ta chạy lên xe mất tiêu luôn. Tức là người ta nói mình lại đó cho gạo tất cả nha cái mình đi theo người ta ừ. Cho ta lấy giấy số hết luôn ừ. Ừ. Lâu lâu bị gạt một lần à. Bán được nhiều không cô mỗi ngày bán 300 giấy số đứa này 200 đứa 300 dạ yeah. Nó còn cái nít nợ dạ thì còn cái thằng cháu nó đi bán đó nó có sáng mắt không nó cũng không sáng mắt không nó cũng mờ mờ dạ yeah. Cháu đi bán cái bao nhiêu tuổi cháu này nó mấy tuổi mấy tuổi rồi là cháu nội hay cháu ngoại cô cháu ngoại vậy mẹ hả? Nó chơi bị chúng giết chết thì nó ở với tôi nhỏ lớn ồ sao mà giết nó gạt tàn lấy cái nó rồi giữa đồng rồi giết nó luôn tàn ơi lâu chưa cô lâu lắm rồi người ta coi muốn sọc lúa hết trơn trời ở đây hả đâu ở cô? Đây nè chè nè mà mình không may đó ờ à, là lúc đó cô có bệnh chưa có bệnh không thấy đường rồi dạ yeah. Rồi chị đó bao nhiêu tuổi nay nó năm không có lỗi cái thời mất đó lúc mà mất đó con quên mấy chục năm hay không ừ mấy chục năm nó có chị chưa chưa em chưa cái hoàn cảnh gia đình cô phải nó là bi đát quá rồi cái cô đó cái chị đó có chồng không không ờ à. Rồi thằng cháu ngoại bây giờ nó ở với cô nuôi ừ. Rồi nó đi bán giấy số ừ.
rồi nó thấy đường mà mờ hả? Thấy đường mà mờ. Thấy đường mà mờ. Chị đó có sáng mắt không hay là mờ? Rồi cũng cũng mờ mờ mà bị đó là bị gì nè, bị bẩm sinh. Rồi nó bị cái rồi người ta cho cái tôi đi lấy mẫu mắt nó thấy được con. Còn con kia không thấy đường. Thấy đến con đầu có mấy tháng vậy cái bị chúng giết. Thấy đường con. Ừ. Rồi người ta có bắt ra cái người đó chưa? Người ta làm ta lo quá, mình không có tiền, mình nghèo quá, mình làm không lợi người ta. Người ta làm là bên người ta làm lớn nữa. Vậy hả? Dạ, người làm không lợi người ta thôi, mình hết tiền hết của mà không có nhậm gì thôi. chơi cú phú với ông trời ông làm chứng. Dạ, thôi cái số mạng mình ha. Dạ, nói để ông trời ông làm chờ ông xử tòa án lương tâm xử. Dạ. Theo cái bổ nguyện cô bây giờ thường thường mình ước ao làm sao gia đình của mình cô? Ước ao trời Phật cho ăn đầy đủ, ăn cơm nước đây đi chừng có đói khát thôi. Dạ, rồi những anh mà bị không thấy đường đó là bác sĩ có nói là nếu có tiền là trị bệnh được không? Không, tôi luôn. Có chị dữ lắm mà. Chị dữ lắm, mà không hết. Không hết. Tự nhiên là bị vậy hoài luôn hả? Dạ. Cái ngày nó lu nó là ngày không còn thấy đường thấy đá chứ. Thằng lớn này không còn thấy gì hết. Thằng lớn năm mấy tuổi rồi. Dạ. Là ảnh là bị nặng. Ừ. Là nhà ảnh dưới đó đó ha cô? Nhà đó, dưới sông đó ha? Dưới sông nó mặn đủ ăn vậy à. Khi người ta cho tiền. Dạ. Đi bán số đó rồi thấy gì người ta cho. Dạ. Những năm trước cho tiền, cô nói năm nay không ai cho chứ. Dạ. Năm nay làm ăn ai nấy cũng khổ. Khổ quá. Ừ. Dạ, ai cũng khổ hết á. Ừ, ai cũng khổ chứ. Cái ngay tội nghiệp người ta có dư người ta mới cho. Dạ. Chứ đâu rồi. Rồi người ta dư người ta mới cho. Còn bây giờ người ta hơi thiếu nữa. Ta đâu có cho. Đâu có cho mình đâu. Dạ. Năm trước ấy, ông cho gạo tôi ăn vui sức á. Vậy hả? Ăn hết á. Ừ. Dạ. Người ta đem về tới nhà cho nữa. Người ta nhắn ra lấy nữa đó. Dạ. Ước mình không chú? Dạ không mà đây được. Là mà mấy cái năm mùa dịch đó ha, là gạo. Dạ. Mình ăn không hết luôn. Dạ. Rồi qua dịch tới giờ cái người ta làm ăn gì không được hết trơn, cái người ta nghỉ cho. Không ai cho. Ừ, không ai cho. Dạ. Rồi mình đi bán vé số. Dạ. À, rồi cô hàng ngày có đi không hay là cô tôi không có đi được, tôi đau yếu nữa ha. Ừ, tôi đi dò đi xong đi kêu muốn té á. Dạ, mất dịnh. Dạ. Rồi cô có bị tiểu đường bao nhiêu năm rồi? Tiểu đường 20 năm mà mấy năm thì lâu quá tôi cũng quên, đúng nhớ. Rồi có uống thuốc tiểu đường gì không cô? Có uống thuốc đường cho lên máu rồi uống hoài vậy đó ha. Uống hoài tháng nào cũng đi hết trơn. Rồi hàng ngày là tóm lại là 3 người bị bán vé số. Ừ. Cuộc sống của cô 3 người bán vé số vậy, nếu mà bán được là được không cô? Cái trong nhà mình trang trải được không? Không. Thì đủ ăn uống này kia đủ đủ hết trơn á. Dạ. Mấy anh đó có bệnh hoạn gì không? Cũng bệnh, thằng lớn cũng bệnh. Anh bệnh gì nữa? Anh bệnh máu. Ờ. Trời ơi. Ngoài không thấy đường ra thì cũng bị cũng vừa không thấy đường mà còn lên máu nữa. Ừ. Dạ. Ở đây là mình thuộc về xã Thạnh Quế không con? Dạ, Thạnh Quế, ấp Quy Long 6. Ấp Quy Long 6, xã Thạnh Quế. Dạ. Thì hôm nay con đến đây đó là con cũng nghe bà con người ta nói là có một gia đình cô là đã không biết nguyên nhân gì mà kiểu như không thấy đường, kiểu như là bây giờ gần hết nhà luôn. Dạ. Dạ. Còn người một mà nhà cô là tổng là được bao nhiêu người cô? Nhà tôi ở trong nhà chứ còn ra riêng không tính ha. Dạ. Con của cô được bao nhiêu người con? 5-6 người đó, 6-7 người đó mà cái chồng cái vợ lang thang hết trơn à, đi ngự chỗ hết trơn à. Mà những cái người kia là bị không thấy đường, thấy đường bao nhiêu người? Thấy đường. Thấy đường. Ừ. Người nào có chồng là có thấy đường, người nào không có chồng thấy đường.
ủng hộ vậy đó. Có nghĩa là có gia đình thì không thấy đường, còn không có gia đình nữa không thấy đường. Tại không có gia, tại không thấy đường rồi người ta không không có chịu hay sao? Không có, mình không không có, tại mình không chịu có chồng à. Rồi không chịu có nhỏ con gái người ta nó bỏ kìa, nó tính đi về đây nữa nè, nhỏ con gái không thấy, thấy đường nữa kìa, cũng không thấy đường luôn. Ừ, 6 người, 5 người đó. Thằng bao nhiêu người đó bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay mấy tuổi giờ đang bốn mấy tuổi à? Bốn mấy tuổi ừ. Ngoài hòn. Tại ở ngoài đó thì đâu có cái hậu gì đâu mà. Ở trong đất liền thì thí dụ như trong Vĩnh Thạnh, Cần Thơ thì có những cái hội. Mình vô cái hội đó thì nhà nước lo. Một tháng đó ha. Dạ. Một tháng thì cho được 400-500 gì đó. Dạ. Lấy ghế với chú ngồi hả con? Rồi rồi con có ngồi ghế nãy giờ con. Ở ngoài kia thì người ta không trợ cấp. Dạ, ở ngoài kia là ta không trợ cấp tại vì nó ở vùng biển này kia đó rồi đầu. Vùng biển thì không có trợ cấp. Ừ, người ta không trợ cấp luôn. Rồi cả chỉ luôn với cả con chỉ luôn nữa. Đúng không? Con cũng mừng ha. Cũng thấy mờ không thấy được rõ hơn nữa. Con nó thì thấy rõ, thấy đỡ hơn nhiều lắm, thấy được cái được. Dạ. Yeah. Nhưng mà vẫn đi được nhưng mà mờ vậy đó. Hồi trước kia lúc mà cô chú chú còn đó là mình làm cái nghề gì vậy cô? Làm mướn ăn. Hồi xưa cũng làm mướn. Dạ. Yeah. Ngoài làm mướn mình làm có làm nghề gì khác không? Không. Vậy hả? Làm mướn là ai mướn gì mình làm đấy. Dạ. Yeah. Rồi xa hơn nữa là có ai bệnh không cô? À. Bên thí dụ bên ngoại của mấy anh chị này nè. Không, không ai bệnh mù chứ ha. Là, từ cái thời cô đổ ra đây là bệnh. Dạ. Yeah. Bên dòng họ bên nội ngoại không ai mù chứ. Dạ. Yeah. Rồi bác sĩ nói mình là nguyên nhân cái di truyền hay là sao, hay là tại bị cường. Mà nó tôi bị kiềm nước rồi kia bị kêu cái gì đó rồi, không biết được nữa, nhớ dạ, không có dạ. Nhớ nổi. Cái mít cho để nói chuyện. Dạ dạ, để đi cô dạ. Để đi cái mít cái micro á để nói chuyện. Dạ vậy dạ, hả? Dạ dạ, cầm nước cầm đá vậy đó ha. Tôi cầm đá rồi hàng ngày là cái anh mà mờ mờ đó là nấu cơm rồi sinh hoạt trong nhà cho ba người khác. Rồi cái ông anh dưới sông đó là anh làm mình ên anh hả? Hay là anh lên đây ăn sống cơm? Ên, nó sống ên. Nó sống ên, nó đủ nó ăn, không có lỗ đùi này nổi. Dạ. Yeah. Ngày lời có nhiêu tiền. Dạ. Yeah. Rồi mất ai, nữa. Ai nấu cơm? Được mất nữa. Thì ai nấu cơm điện. Thì cái thằng nằm đó nó cũng thấy đường mà cũng thấy mờ mờ. Nó nấu cơm điện được. Nấu cơm điện. Dạ. Yeah. Yeah. Nó mò nấu đụng điện được. Dạ. Yeah. Trong đây còn ai sáng mắt không chị? Có thằng sáng mắt đi đâu không biết. Không biết chú đi đâu không biết nữa. Không mà có sáng mắt không? Có. Là sáng bình thường sáng hay là cũng mờ mờ? Sáng là sáng bình thường. Cái sáng bình thường. Nhưng mà chú đi chắc đi làm gì à? Sáng bình thường là người Nam đấy ha. Dạ người Nam. Là Út trong nhà ha? Không, Út thứ chín. Út cái thằng nằm trên phòng á. Hiện giờ có ở đây không? Có mà nó mắc cỡ, nó không chịu qua đâu. Vậy hả? Ừ. Thôi thì con đến đây để quay cho bà con người ta cũng thấy được trong và ngoài nước. Thấy được hoàn cảnh của cô. Cô thứ mấy cô? Dạ, thứ 6. Cô 6, ở tại ấp Quy Lân 6, ở xã Thạnh Quế, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Thì một gia đình phải nói là rất là bất hạnh. Vì có cái cơn bệnh này, bệnh không thấy đường, bị mù là di truyền từ cô cho đến những người con. Phải nói là một cái hoàn cảnh hết sức là khổ khó. Thì ở đây mong rằng quý vị mạnh thường quân các nơi có thể đến nơi khu vực này để hỗ trợ. Đến cái xã Thạnh Quế này nếu hỏi thăm nhà bà Sáu. Bà Sáu kêu tên gì cô?
Cô Sáu Gáo. Sáu Gáo, bà Sáu Gáo là quý vị mình sẽ đến đây sẽ gặp được hoàn cảnh của cô, sẽ hỗ trợ cho cô để một phần nào cho nhẹ gánh gia đình. Cô Qua là sao? Cô Qua là ai? Chết rồi, nó bị chúng giết đó. À, vậy là nhà, rồi, rồi, dạ, vậy đó ha. Bấm tắt cái đi. À, thôi thì con thay mặt cho cô Nguyễn Thị Mảnh. Cô Mảnh này gửi là 100 đô để hỗ trợ cho người mù. Thì hôm nay con rút ra 1,5 triệu để hỗ trợ cho cô là 1 triệu. Và cái ông anh ở dưới sông á là 500 ngàn. Và đây là 1 triệu của cô ha. Dạ. Rồi ở đây, đây là 500 là gửi cho cái sông. Ông anh con của cô ở dưới sông. Dạ. Dạ. Thì đây là để đưa nó lại. Dạ. Cô ai nấy hưởng. Dạ. Rồi thôi thì hôm nay con chúc cho cô cùng với gia đình luôn luôn mạnh khỏe. Vì vậy tôi rất cảm ơn. Và tôi cũng chúc chú Hoàng ăn phát tài, phát lộc. Dạ. Thì ở đây đó là con thay mặt cho các vị mạnh thường quân mà đến những cái nơi vùng sâu vùng xa có những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để giúp đỡ. Thì cũng nhờ tất cả các vị mạnh thường quân. Đây là cô mạnh thường quân là Nguyễn Thị Mảnh ở bên nước ngoài. Thì cũng chúc cho gia đình cô một lần nữa luôn luôn bình an. Và nguyện đem phước báo này để hồi hướng cho gia đình của cô Mảnh luôn luôn được sức khỏe và làm ăn được phát tài. Và mời quý vị mình sẽ đón xem tiếp những hoàn cảnh khó khăn ở trong nơi khu vực sâu xa. Tôi cũng sâu, xa. Chúc các anh, các chú làm ăn phát tài. Dạ. Con là chỉ có đi tu không à? Dạ. Dạ, con niệm Phật rồi đi tu vậy đó. Rồi là giúp đỡ cho mọi hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Dạ. Chứ giờ là lo niệm Phật thôi chứ không có gì khác hơn ha. Đúng. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, tôi cũng niệm Phật. Vậy hả? Dạ. Cô cũng đạo Phật nữa ha. Dạ. Dạ chứ cô không thấy bà thờ bằng thông thiên. Nó cách nhà nó ấy hết trơn rồi, tôi không thấy đường lại nữa rồi thôi nghĩ lại. Thôi niệm Phật đi. Niệm Phật cũng dạ nãy giờ con tại thấy không có bằng thông thiên, con sợ bằng thiên, bên công giáo làm gớt rồi. Cho nên con làm hư rồi cái không có kêu dẫn lên tôi không thấy con đường. Con không dám khuyên cô niệm Phật. Ừ. Dạ chứ nếu mình là cái người Phật đạo Phật thì gán niệm Phật. Dạ. Tại cái nhân nhân kiếp trước mình gieo tạo thì hôm nay gia đình gọi là cộng cái nghiệp chung. Yeah. Rồi trong gia đình mình trả cái quả chung. Dạ. Yeah. Thôi tôi mình... khi tôi khỏe tôi niệm Phật 2 buổi, còn không khỏe có lập Phật tôi dắt 4 giờ tao khuya không à. Dạ. Yeah. Thì giờ mình không đi được thì cô ngồi trong mùng cô niệm Phật cũng vẫn được. Ngồi trong mùng không à. Dạ. Yeah. Thì sẽ có một kỳ tích hay hoặc là Đức Phật Đức Thầy sẽ gia trì hộ độ cho gia đình. Có thể mình thành tâm niệm Phật các cô. Yeah. Mình sám hối cái tội trước của mình. Tại vì kiếp trước mình không biết. Không biết mà làm chi. Dạ. Mà kiếp này mình quá đau khổ. Dạ. Cho nên mình tự sám hối bản thân. Dạ. Và mình cố gắng niệm Phật để nhờ ơn trên sẽ gia trì hộ độ cho mình được sáng mắt, khỏe mạnh. Dạ. Cô có mong vậy không? Dạ mong chứ chàng ơi, không mong vậy lắm hả? Chứ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật thôi thì con cũng nguyện ơn trên Đức Phật Đức Thầy gia trì hộ độ cho bửu quyến gia đình của cô. Dạ. Được ơn trên đó là chị vô sáng mắt, đó là cái mong muốn của gia đình ha. Dạ. Và có một vị nào cũng như là lương y tài giỏi ở tất cả các nơi trong và ngoài nước là có chắc thể đời chết quá cô chú ơi. Dạ chắc đời chết quá không có cũng có chứ nếu mình nếu thành tâm thì sẽ thấy đường, là cho dù mình không thấy con mình cũng thấy đường để sống con trong một cuộc con đó. Mình đi mình chắc không biết ngày nào sống ngày nào chết. Dạ. Dạ, mình không mong cái, mong ước nổi. Dạ, cái cô biết là cái thần thông của Đức Phật á có thể là chết mà còn làm sống lại. Dạ. Huống gì cặp mắt bình thường. Dạ. Thì nếu Đức Phật Quan Thế Âm cầm cái dành dương liễu á trong cái tịnh bình rải cái là rồi là sẽ mình thấy đường. Dạ. Giống như phim Tề Thiên vậy cô thấy không? Hay quá hay. Dạ vậy đó, nhờ ơn trên đó là ơn do trên sự thành tâm. Thành tâm cầu nguyện.
cho được gì cho thấy đường, có là thấy đường mà ăn. Dạ. Yeah, lần đói rồi. Khác mà không đỡ, nhưng không bằng được rồi chết đói. Dạ. Yeah. Rồi nhà của chị bên đó gia đình tình nghĩa là cái nhà của nhà nước cất hả chị? Dạ. Yeah. Vậy hả? Rồi ảnh cũng thuộc về hộ nghèo. Dạ, hộ nghèo. Rồi ảnh làm gì chị? Mà mướn ăn không à. Cũng mà mướn ăn không. Đâu có ruộng đâu mà mướn ăn không mà em làm trong trường học hết. Cho trường Thạnh Long quý 1 đó, đây nè, trên đó xem mình đi. À, chị làm gì trong đó? Dạ, tập vụ. Vậy hả? Dạ. Dạ, nghỉ hè này thì mình cũng nghỉ về ha. Dạ, nghỉ hè thì nghỉ. Dạ. Dạ, thôi con cứu dạ. Cô không về. Dạ, dạ. Nam Mô Đà Phật. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Đây là gia đình của... Chị cũng nói vài lời với bà con nữa ha. Rồi. Không có thì nói con. Đi đi luôn, đi luôn. Đi đi qua đây hả? Em không biết nó thì sao nữa. Tiền đứng phía sau nè, tôi đi ra, đứng phía sau nội quay ra. Chị đi đi. Rồi. Thì tiếp theo là một gia đình của bà chị này, tên gì chị? Ảnh dạ. Thứ mấy tên gì? Ông tên Đáng. Tên gia đình Đáng. Của anh Đáng. Cũng gặp trong một cái hoàn cảnh con của cô Sáu mà vừa qua đã là không thấy đường. Gia đình đây là gia đình cái nhà của nhà nước cất cho. Gia đình của anh là cũng thuộc về cái hộ nghèo trong cái địa bàn xã. Bữa nay anh đi đâu hả chị? Dạ anh ở trong nhà đấy để em kêu ổng đi ra. Dạ. Chà. Đây gia đình nhà đại anh đoàn ơi, kết tức là những cái nhà này đi, của đi, bên dạ, chuyện, này Adi Văn tài trợ ha đi, dạ, tài trợ cho gia đình dạ, đây là một cái diện nghèo để cho địa phương anh tắt cái dạ. Rồi đây là anh chồng của anh Đáng, chồng của chị này. Chị xích tới đi, chị xích tới đi. Nãy giờ ở bên nhà của cô Sáu cũng có hỗ trợ bên đó, thấy gia đình của cô cũng rất là khổ khó vì gia đình rất là đặc biệt khó khăn, thì hôm nay đến gia đình của anh thì thay mặt cho cô Mảnh xin hỗ trợ cho anh chị là 300 ngàn. Và đây là gia đình này là con của cô Sáu, anh thứ mấy trong nhà? Thứ bảy. Dạ, những người kia là ai cũng không thấy đường, còn mình nên anh là vậy là có phước báo anh cao lắm rồi đó. Dạ. Mình cũng bình thường hay là cũng có thấy mờ gì không hiện giờ trong lúc này á? Không, cũng bình thường chứ. Vậy hả? Dạ, thôi thì cũng chúc cho gia đình anh cũng luôn luôn khỏe mạnh ha. Để lo cho gia đình cuộc sống. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Dạ. Rồi, xin kiếu anh chị ha. Dạ. Thưa quý vị, thì Thành Hậu vừa qua cũng làm tròn cái bổn phận của mình đối với tất cả những vị mạnh thường quân đã hỗ trợ cũng như suốt thời gian qua. Thôi thì quý vị nếu sau này có ai có hoàn cảnh khó khăn về hoặc là những cái cơn bệnh nào mà ngặt nghèo không có khả năng thì quý vị mình sẽ liên hệ với Thành Hậu và Thành Hậu sẽ đến tận nơi để hỗ trợ và quý vị mạnh thường quân cũng ủng hộ, thì có hoàn cảnh nào đặc biệt quý vị sẽ liên hệ với Thành Hậu nha. Thôi đến đây Thành Hậu xin dứt lời và xin chúc cho toàn thể quý vị luôn luôn bình an sức khỏe. Bởi vì nhớ bấm kênh Thành Hậu cư sĩ để ủng hộ có nhiều video mới và có nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn. Rồi xin thân ái kính chào. Nam Mô Đà Phật.